Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý liệt vị khán thính giả của đài và quý vị học viên của trường. A Di Đà Phật, quý vị được khỏe không ạ? Vâng, luôn luôn nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý liệt vị và thân bằng quyến thuộc, thân tâm thường an, thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Quý vị có thấy rằng là một tuần nó đi quá nhanh là không? Và khi mà thời gian đi nhanh như vậy, chúng ta cũng phải biết được rằng là cái cuộc sống của chúng ta, mạng sống của chúng ta cũng dần dần đang giảm dần, phải không? Bởi vậy cho nên trong thiền môn mình có câu rằng là ngày hôm nay đang từ từ trôi qua. Đó, mà đúng thật, thời gian nó trôi qua cho nên vì vậy mà chúng ta mới là ngồi lại nơi đây để mà nghe thuyết pháp, để mà học tập Phật pháp. Và rồi thì đương nhiên thời gian trôi qua để rồi cái cuộc buổi pháp thoại này cũng sẽ hết. Quý vị thấy không? Và khi mà thời gian dần dần trôi qua thì điều đó cũng có nghĩa rằng là mạng sống của chúng ta cũng theo đó mà giảm dần. Đó. Thì tất cả những cái điều như vậy ấy, đó là cái mà nó thường xuyên diễn ra đối với chúng ta, nhưng có lẽ rằng là chúng ta sẽ không để ý đến, và đôi khi chúng ta sống thấy bình thường và những cái điều như vậy ít khi ai để ý, và thậm chí rằng nếu có để ý đi nữa thì nếu như mà quý vị thấy rằng là sẽ làm cho mình lo âu, sợ hãi và nhiều khi đánh quên. Nhưng quý vị biết rằng là một vị mà thật sự an trụ trong chánh pháp, an trụ trong những cái lời dạy của Đức Phật, thì vị đó luôn luôn thường xuyên quan sát và thường xuyên thấy rõ cái vô thường, tất cả những chuyển biến xảy ra, những chuyển biến từ trong tâm thức cho đến tất cả những chuyển biến bên ngoài. Để từ đó mà mình mới có thể rằng là quán chiếu, và từ đó mình có những cái ứng xử cho nó đúng, cho nó tốt đẹp, và mình luôn trân trọng những khoảnh khắc mà mình có được, đặc biệt nhất là cái thời gian còn lại của chúng ta trên quãng đời này. Bởi vậy cho nên là những khoảnh khắc kính thưa quý vị, chúng tôi vẫn thường thưa rằng là thời gian và khoảnh khắc chúng ta có ở giữa cuộc đời này, có nhân duyên gặp được Phật pháp và được ngồi lại để học tập Phật pháp, kính thưa quý vị, quý giá vô cùng. Và xin tất cả quý liệt vị hãy trân trọng để mà có cái thời gian nhiều hơn sống với Phật pháp, thực hành những lời dạy của Đức Phật để cảm nhận và tắm gội ở trong cái pháp lạc của Đức Như Lai. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học đến về cái Phật giáo của Miến Điện, kính thưa quý vị. Lần trước chúng tôi giới thiệu cho quý vị một vài cái gọi là cái truyền thuyết về những lần viếng thăm của Đức Phật đến Miến Điện. Và tất nhiên rằng là kính thưa quý vị, người Miến Điện họ tin, họ rất là tin vào những lần như vậy. Bởi vì cái bộ giáo sự gọi là Sasana Vamsa của ngài của vị tỳ kheo gọi là Panyasami, tất nhiên là Huệ Chủ đó, cái vị đó đã viết ra. Và trong đó đã ghi lại biết bao nhiêu là những cái huyền thoại, biết bao nhiêu những truyền thuyết, biết bao nhiêu những cái câu chuyện dân gian để lại. Và tất nhiên bên cạnh đó thì có những cái câu chuyện mà gọi là lưu truyền từ xưa cho đến nay, truyền khẩu mà người dân đã để lại thông qua những cái từ thời này sang thời nọ, để cho biết được rằng là cái sự hiện hữu của Đức Phật ở trên đất nước Miến Điện là có chứ không phải là không. Cho nên là vừa rồi chúng tôi có giới thiệu sơ qua cho quý vị một vài cái câu chuyện liên quan đến cái sự việc mà Ngài đã hiện hữu trên đất nước Miến Điện. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến cái câu chuyện là Đức Phật Ngài viếng thăm Arakan ở tại Danavati. Ngày nay người ta vẫn còn thấy rõ bức tường thành từng phần ngôi chùa Mahamuni tọa lạc trên ngọn đồi Sirigutta.
Kính thưa quý vị, ngôi chùa Mahamuni là một cái ngôi chùa rất nổi tiếng ở Thập Nhị Điện. Bên cạnh cái ngôi Swedagon ở tại Rangoon thì phải nói rằng là Mahamuni có một cái vị trí rất đặc biệt trong cái cuộc sống tâm linh của người dân Miền Điện. Và tất nhiên đấy cũng là một trong những cái địa điểm hành hướng rất nổi tiếng ở trên đất nước Miền Điện. Và kính thưa quý vị, cái pho tượng mà gọi là Mahamuni ở tại cái ngôi chùa này cũng có cả một cái truyền thuyết rất là linh thiêng. Và tất nhiên người dân bình thường và cho đến hiện tại bây giờ, pho tượng đó vẫn còn tồn tại những cái linh thiêng mà sau này dần dần phần sau chúng tôi sẽ xin giới thiệu đến cái ngôi chùa và tất cả những cái truyền thuyết liên quan đến cái pho tượng này. Bây giờ đấy chúng ta thấy rằng là cái ngôi chùa Mahamuni tọa lạc trên ngọn đồi Sriguta cũng là tại ngôi chùa này hơn 2000 niên kỷ tôn tượng Mahamuni Đại Muni vẫn được tôn thờ và kính ngưỡng. Câu chuyện về đấng Mahamuni Đại Muni này đã được kể lại trong bộ gọi là Sappadanapakarana, một tác phẩm của một sử gia trong vùng. Và câu chuyện kể như thế này là khi nghe rằng có Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ thì Chandra Surya, một vị vua của vương thành Danavati, rất là mong muốn đến đó để học giáo pháp. Kính thưa quý vị, ở phần sau mà trong cái phần mà gọi là chủ giải thì thật sự ra trong đây chúng ta nghe một số các cái từ, tỷ dụ như Arakan, hay là tỷ dụ như là Danyawadi hoặc là Danavati vân vân. Thì ở nơi đây chúng tôi sẽ xin thưa qua đơn giản để cho quý vị biết, giải thích đơn giản quý vị biết Arakan là cái gì. Đây là một vùng bờ biển lịch sử ở Đông Nam Á, và biên giới Arakan đối diện với vịnh Băng Gan về phía tây, với Tiểu Lục Địa Ấn Độ về phía bắc và với Miến Điện về phía đông. Dãy núi Arakan cô lập vùng này và chỉ có tiếp cận bằng đường biển mà thôi. Giờ đây khu vực này hình thành nên cái bang gọi là Rakhin của Miến Điện. Như vậy ít nhất chúng ta cũng biết được rằng là cái vùng Arakan đây, khi mà Đức Phật đến viếng thăm Arakan có nghĩa là đến viếng thăm Miến Điện. Đó. Như là trong sử sách vẫn ghi cái tên gọi là Tha Ton, thì kính thưa quý vị, Tha Ton đó là cái vùng Hà Miến, tất nhiên là vùng Miến Điện phân giới. Đó. Ở Miến Điện người ta chia ra hai phần, một là Thường Miến và Hà Miến. Thì kính thưa quý vị, tương truyền và giống như lần trước chúng tôi đã giải thích thì Phật giáo được truyền vào Tha Ton, tất nhiên là nơi đó chính là vùng Hà Miến ngày nay. Thì trở lại vấn đề là với truyền thuyết ngài viếng thăm Arakan, tất nhiên cũng là cái làm cái bang mà hiện tại bây giờ là bang Rakhin của Miến Điện. Tiếp theo thì ở tại Danavati thì quý vị thấy rằng là Danavati, tất nhiên cái từ mà hiện tại bây giờ gọi là Danyawadi, là thủ đô của vương quốc đầu tiên của người Arakan, tọa lạc ở bang Bắc Rakhin Miến Điện. Danawadi là âm đọc trài của từ Danavati, nghĩa là vùng trồng lúa rồng lớn hay là bạc công. Đó, thì tất nhiên cái nơi đây cũng là một cái địa danh, và kính thưa quý vị, đây cũng là tên của một cái vương quốc đầu tiên của người Arakan, nó nằm ở cái vùng gọi là Bắc Rakhin của Miến Điện. Thế thì khi nghe Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ thì cái vị vua gọi là Chandra Surya, vua của vương thành Danavati, rất mong muốn đến đó để học giáo pháp. Có nghĩa là vị vua của Miến Điện á, của cái vương quốc gọi là Danavati này á, rất muốn đến nơi vùng Ấn Độ đó để học giáo pháp. Khi Đức Thế Tôn ngài biết được ý định của nhà vua như vậy, ngài bảo với tôn giả A Nan như thế này: nhà vua sẽ băng qua những khu rừng rất nguy hiểm cho khách du hành. Sông rồng sẽ ngăn cản cuộc hành trình của nhà vua. Vua còn phải vượt qua cả biển cả đầy quái vật. Nếu chúng ta đến vương quốc của nhà vua thì thật là việc làm có công đức lớn, để cho nhà vua có thể quy kính
mà không cần phải liều mạng như vậy. Tất nhiên ý Đức Phật muốn dạy như thế này là khi mà nhà vua đã phải đi sang Ấn Độ thì đương nhiên là phải băng rừng lội suối vượt biển đồ này nọ, và cái cuộc hành trình đó trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Và chính những nguy hiểm như vậy có thể là liên quan đến tính mạng, làm cho nhà vua mất đi. Và khi nhà vua mất thì quý vị biết rằng là ngài đang cai trị cả một đất nước. Mà nếu như mà tính mạng mà có mình hề như thế nào đó thì quý vị thấy rằng là cái đất nước đó sẽ không bao giờ yên khi mà không có vị vua đứng đầu. Cho nên Đức Phật ngài đọc được cái tâm của vua Chandrasuriya như vậy. Và vì vậy mà Đức Phật mới nói như thế này: nếu chúng ta đến vương quốc của nhà vua thì thật là việc làm có công đức lớn, để cho nhà vua có thể quý kính mà không cần phải liều mạng như vậy. Quý vị thấy đây là một cái phải nói rằng là cái từ tâm của ngài quá lớn. Cho nên vì vậy mà ngài nói với A Nan như là nói với đại chúng rằng là chúng ta nên đến cái vương quốc đó để mà hóa đạo, đừng để nhà vua phải đến Ấn Độ để làm gì. Thì vì thế mà Đức Phật đến đó và được vua Chandrasuriya cùng thần dân đón tiếp long trọng. Đó, thì quý vị thấy rằng là cái câu chuyện này được kể ở trong sử sách của Miến Điện, đặc biệt nhất là trong bộ gọi là giáo sử của Miến Điện. Và câu chuyện muốn, có lẽ đằng sau cái câu chuyện á, muốn nói đến một điều rằng là đích thân Đức Phật ngài đã đến Miến Điện, chứ không phải rằng là vua của Miến Điện, ông gọi là Chandrasuriya, ông đi qua vượt cả biết bao nhiêu ngàn trùng xa cách để mà đến Ấn Độ, để đến cầu pháp, để diện kiến Đức Thế Tôn và được quy y vào ngài. Không phải như vậy. Cho nên cái sự việc mà chính Đức Phật ngài đã dạy với tôn giả A Nan là chúng ta nên đến vương quốc của nhà vua để cho là nhà vua có thể quy kính mà không cần phải liều mạng như vậy. Thì đó là một cái, đó là một lời dạy đầy cả một cái từ tâm. Và đương nhiên quý vị thấy rằng là cái sự mạng của một cái đấng Thế Tôn, ngài đã ban rải cái tình thương và giáo pháp của ngài đến khắp tất cả mọi nơi. Cho nên là vì vậy mà ngài đã đến đó và được vua cùng thần dân đón tiếp rất long trọng. Ngài đã truyền cho họ 5 giới, 8 giới và dạy cho nhà vua 10 bộ phần làm vua. Quý vị thấy cái thú vị ở chỗ là quý vị biết rằng là trong các kinh điển thì phải nói rằng là Đức Phật ngài tùy căn cơ, tùy từng hàng người, tùy theo từng cái con người khác nhau, môi trường, hoàn cảnh như thế nào để mà ngài thuyết pháp, ngài dạy. Ở đây khi mà ngài gặp vua Chandrasuriya thì quý vị biết rằng là đương nhiên là đầu tiên là nhà vua dạy cho tám giới, dạy cho năm giới, tám giới, quý vị thấy chi tiết như thế này, những cái thông tin như thế này rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Có nghĩa rằng là dạy cho năm giới, tất nhiên là dạy cho những người này, nếu là những người Phật tử thì phải biết tuân thủ những cái giới pháp. Để gì? Để mà nương vào đó, để mà huấn luyện, để mà làm cho cái cuộc sống tâm linh của mình nó được phong phú hơn, và đặc biệt nhất là làm cho cái cuộc sống đạo đức của mình nó có giá trị hơn. Và từ đó con người biết được là thế nào là tu tập, thế nào là làm những việc thiền sự, vân vân. Đó, cho nên quý vị thấy rằng là hơn nữa, đặc biệt là chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã từng dạy rằng là giới luật còn thì Phật pháp còn. Cho nên rằng là để cho những người Phật tử tại gia biết được những tuân thủ những cái lời dạy, tuân thủ giới luật để mà hành trì, thì rõ ràng rằng người Phật tử tại gia đối với cuộc sống trong đời này thì vì đó sẽ có cái cuộc sống an lạc hạnh phúc. Và đó chính là mục đích của Phật giáo, đó là chính là mục đích của Đức Phật xuất hiện ở cõi đời này. Bởi vì trong cả kinh tạng ngài cũng đã từng dạy rằng
Ta ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc của chư thiên, của loài người và cho số đông. Kính thưa quý vị, thì cho nên rằng là những giới điều mà Ngài thuyết ra, kính thưa quý vị, đều là mang cả một cái sự mạng, cả một cái mục đích rất là quan trọng. Chủ yếu là đem đến cái an lạc hạnh phúc. Và tất nhiên đối với đời sau thì rõ ràng vì đó đã tạo biết bao nhiêu thiền sự, biết bao nhiêu phước duyên, thì rõ ràng vì đó sẽ là được chuyển kiếp hóa sanh, sẽ là có cái cơ may để có thể rằng là thác sanh về thế giới an lành của chư Phật. Cái quan trọng ở chỗ là làm sao mà trong cái cuộc sống hiện tại, con người biết sống, biết hành trì giới luật, biết tu tập, biết sống đúng chánh pháp. Điều đó là điều vô cùng quan trọng. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là ở đây, những cái chi tiết khi mà Đức Phật Ngài đến là cái vương quốc Danavati, Ngài gặp vua Chandrasuriya, thì lúc bấy giờ Ngài truyền cho năm giới. Năm giới đó là năm giới tu tập. Và tám giới này, quý vị biết rằng là tám giới này như là bát quan trai giới. Đó. Mà bát quan trai giới, quý vị biết rằng là đây là một pháp môn hành trì mà người Phật tử tại gia hành trì rất nghiêm mật. Đối với Phật giáo của Nguyên Thủy hay Phật giáo Đại Thừa đều là cái hành trì pháp môn này. Đây là một pháp môn rất quan trọng. Và bên cạnh đó, cái điểm đặc biệt nhất ở trong cái câu chuyện này đó là Đức Phật đã dạy cho nhà vua 10 bộ phần để làm vua. Quý vị thấy làm được một ông vua là quý vị biết đây là phước đức rất lớn. Phước đức vô cùng to lớn mới có thể làm vua được, mới có thể làm một cái người mà đứng trên hết của thiên hạ. Thế thì cái vị đó phải là cái người mà họ lãnh đạo như thế nào, nói năng như thế nào, ứng xử như thế nào để cho tất cả mọi người đều được lợi lạc, đều được là an vui. Cái đó nó khó vô cùng. Tất nhiên là khó vô cùng. Thế thì đối với quan điểm Phật giáo, Đức Phật Ngài dạy 10 cái bổn phận của một vị vua như thế này. Kính thưa quý vị, đây là những cái điều rất quan trọng đối với Phật giáo. Bởi vì đây là những cái điều mà giúp cho một cái vị vua sống không phải là theo cái hình thức một cụ thể giáo pháp, mà đây là theo hình thức của Phật pháp, để hướng dẫn một vị vua sống đúng với chánh pháp. Và đương nhiên với một vị vua có quyền sinh sát trong tay, có quyền quyết định hết tất cả, thì vị vua đó lấy cái, những cái điều mà mình đã học, lấy những cái giới điều và những điều thí dụ như 10 bộ phận của vị làm vua này để mà sống đúng và hướng dẫn cho thần dân. Thì kính thưa quý vị, có phải chăng cái quốc độ đó, đất nước đó là một quốc độ Phật? Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài tuyệt vời vô cùng, Ngài thông tuệ vô cùng. Và khi đến gặp Đức Vua như thế này, Ngài đã chỉ dạy 10 bộ phận làm vua như thế này. Cái điều đầu nhất, điều đầu tiên thứ nhất đó là, thứ nhất là thương yêu tất cả. Ngài dạy như vậy đó. Thì rõ ràng rằng là đối với vị vua giống như một ông cha, mà ông cha của biết bao nhiêu người con, một cái vị vua mà vua của hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu, hàng vạn, hàng triệu cái thần dân, thì vậy rõ ràng rằng là vì đó phải là cái người mà biết thương yêu hết tất cả, không phân biệt sang nghèo, không phân biệt là giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, không phân biệt là gì cả. Đó, quý vị thấy. Cho nên vị vua đó phải biết là thương yêu đồng đều với nhau. Đây là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì là cái tình thương yêu của một vị vua, một khi mà vị đó biết thương yêu, biết mở cái tâm ra để mà gọi là biết nhớ đến người khác, biết tự nhớ đến người khác, biết suy nghĩ và biết nghĩ đến người khác, thì kính thưa quý vị,
Đó là một vị vua phải nói rằng là biết để mà lãnh đạo, để mà cai trị một đất nước. Cho nên việc làm đầu tiên mà cái bổn phận đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là thương yêu hết tất cả. Cái bổn phận thứ hai Đức Phật dạy như thế này là phải kính lễ hàng ngày. Vì thế, việc đầu tiên là thương yêu hết tất cả. Và khi mà biết thương yêu hết tất cả thì có nghĩa rằng không ai kiêng ai được được hết. Không có ai mà kiêng và cũng không có ai mà khinh thường nhà vua. Bởi vì đối với bất cứ ai, nhà vua cũng là xem giống như nhau. Mà khi một khi mà đã xem đều giống như nhau rồi á, thì tất cả mọi người đều được hưởng tất cả những ân điển của nhà vua. Cái điều thứ hai Đức Phật dạy như thế này là phải kính lễ hàng ngày. Quý vị thấy nữa. Đây là một cái điều phải nói rằng là rất quan trọng. Kính lễ hàng ngày có nghĩa rằng là hàng ngày đối với Phật giáo có nghĩa là hàng ngày mình phải kính lễ chư Phật. Cho nên quý vị thấy là trong 10 cái hành nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, thì quý vị thấy rằng là nhất dạ lễ kính chư Phật. Đó. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đó. Quý vị thấy. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là phải kính lễ hàng ngày. Mà chính khi một khi mà mình có cái tâm để mà hàng ngày mình luôn luôn là tôn trọng, mình luôn luôn kính quý và mình luôn đặt lễ ngài chư Phật, thì phải nói rằng là với tất cả những cái tâm như vậy thì bao giờ mình cũng thể hiện cả một cái sự kính trọng vô cùng to lớn ở trong cái tâm thức của mình. Và bên cạnh đó, nhờ có kính lễ chư Phật mà phước đức càng ngày càng tăng trưởng. À, và tất nhiên nuôi dưỡng cả một Phật tâm ở trong chính mình, làm cho Phật tâm của trong chính mình càng lúc càng sống sống dậy, càng lúc càng to lớn hơn thêm. Đó là điều vô cùng quan trọng, kính thưa quý vị. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới dạy điều thứ hai, đó là kính lễ hàng ngày. Có nghĩa là hàng ngày đừng quên. Và tất nhiên quý vị biết rằng là với một vị vua thì phải nói rằng là việc triều chính vô cùng bận rộn. Và nó không không đơn giản chút nào. Và chắc chắn với quý vị cũng hiểu là với quý vị nếu như một cái công việc bình thường mà quý vị làm hàng ngày thôi, làm quần quật xuống cả một ngày, ngày thậm chí 8 tiếng hay thậm chí mười mấy tiếng, quý vị có thể làm thêm ngoài giờ nữa. Thế thì giờ đâu để quý vị có thì giờ để ngồi lại mà tụng thời kinh, ngồi lại để mà lễ lại chư Phật đấy. Phải không ạ? Cho nên đó là cái chuyện của những người bình thường như chúng ta. Huống hồ chi là đối với một cái vị vua. Một con người, một nồi tất cả những cái gọi là những cái văn bản phê chuẩn mà do các quan mà đem đến á, từ các nơi người ta họ gửi những văn bản về đó, thì đương nhiên là nhà vua cũng phải đọc qua để mà phê chuẩn. Chuyện đó không thôi là quý vị biết là thư không, nhà vua hầu như không có thì giờ nữa rồi, không dễ chút nào. Thế thì cái việc mà gọi là để kính lễ hàng ngày ấy, việc đó không dễ làm, nhưng mà thực hiện được đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ hàng ngày nuôi dưỡng cái Phật tánh trong chúng ta, nuôi dưỡng cái Đức Phật ở trong chúng ta được lớn lên, được tồn tại và luôn luôn sống ở trong chúng ta. Đó, đó là điều vô cùng quan trọng. Và cũng nhờ có vậy mà làm cho cái điều thứ nhất, bổn phận thứ nhất là thương yêu hết tất cả nó cũng sẽ được tồn tại. Cái điều thứ ba, bộ phận thứ ba đó là thể hiện từ tâm. Ít nhất chúng ta cũng hiểu được rằng là kính thưa quý vị, trái tim của Phật giáo đó là từ bi. Và một trong những vị Bồ Tát mà thể hiện cái từ bi mà rõ nhất, phổ quát và rộng lớn đó là chính Đại Từ Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, phải không ạ?
Nhưng nói chung thì phải nói rằng là cái quan điểm từ bi, cái từ tâm đó là một cái điều vô cùng quan trọng đối với Phật giáo. Quý vị thấy đó, năm cái giới điều của người Phật tử là ít nhất bên cạnh những ý nghĩa khác, thì cái ý nghĩa quan trọng của năm cái giới điều đó là gì? Thể hiện cái từ tâm. Ví dụ như là giới điều thứ nhất là không sát sanh thôi, quý vị thấy đó là thể hiện cả một cái từ tâm vô cùng rộng lớn, bao la vô lượng. Một khi mà mình biết là tôn trọng cái mạng sống, biết biết thương yêu thông cảm đến cái người khác, thì rõ ràng là mình sẽ không bao giờ là làm cho cái một cái sinh vật nào, một cái hiện hữu nào đó mà mất đi cái mạng sống. Bởi vậy cho nên là cái giới điều thứ nhất á, là một cái giới điều mà của người Phật tử tại gia cũng giống như người Phật tử xuất gia đều phải tuân thủ. Thì vâng, kính thưa quý vị, nồi năm cái giới điều căn bản đó, thậm chí cho cả tại gia xuất gia đi chăng nữa, kính thưa quý vị, cũng đều thể hiện cả một cái từ tâm vô cùng to lớn. Cho nên ở nơi đây Đức Phật dạy rất rõ rằng là hàng ngày phải kính lễ Đức Phật rồi, nhưng mà phải nhớ là luôn luôn thể hiện từ tâm. Đây là bộ phận rất quan trọng. Và khi mà thể hiện từ tâm, có cái từ tâm biết thương yêu, biết thông cảm, thì nhà vua mới không ra những cái quyết định mà có thể đôi khi làm cho nó bị oan ức, đau khổ vô cùng. Thì quý vị biết rằng là đối với một ông vua tuyên bố, chỉ cần tuyên bố một câu thì tru di tam tộc, tuyên bố một câu thì mạng người sẽ rơi đầu. Quý vị thấy đó. Thì cho nên rằng là cái quyền sinh sát trong tay của Đức Vua vô cùng lớn. Chỉ cần một lời nói thôi là người đó có thể sống hoặc chết. Cho nên để mà tôn trọng cái mạng sống, để mà thể hiện cái từ bi của Phật giáo, thì phải nói rằng là hàng ngày vị vua phải luôn luôn quán chiếu, để rồi từ đó mà có thể có những ứng xử nó không đi quá sai, không làm cho người ta phải bất bình, không làm cho người ta phải đau khổ. Thì đó chính mới là một bậc minh quân, mà người đó không phải là trì thể ở trên tất cả những cái đạo đức của thế gian, mà kính thưa quý vị, vì đó trì thể trên đạo đức của Phật giáo. Cho nên một trong những cái đạo đức quan trọng của Phật giáo đó chính là thể hiện từ tâm. Và cũng từ cái bộ phận này mà quý vị thấy rằng là bộ phận thứ tư đó là đánh thuế không hơn 1/10 của sản phẩm. Quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài đã hiểu biết hết tất cả, Ngài đã thông tuệ hết tất cả. Cho nên những cái chi tiết trong cái cuộc sống đời thường của một người, của người dân, rồi của một vị vua như thế nào, Ngài biết. Vì vậy cho nên Ngài mới khuyên là không nên đánh thuế mà không hơn, đừng có đánh thuế mà không hơn 1/10 của sản phẩm. Có nghĩa rằng là phải đánh thuế không hơn 1/10 của sản phẩm. Thì quý vị thấy rằng là đây cũng là thể hiện cảm của từ tâm. Bởi vì những cái sản phẩm mà người dân họ làm ra, quý vị thấy đó, mà nếu như mà đánh thuế thì dù 5/10 hoặc 6/10 hoặc 7/10, thì thử hỏi người dân họ lấy đâu để họ sống đấy, lấy đâu để họ tồn tại
Cái đó chưa nói là lấy đâu để có thể phát triển, có thể là giàu có. Cái đó chưa nói đấy. Mà chỉ nói chuyện là lấy đâu để họ có thể tồn tại, họ sống qua ngày. Thế cho nên là cái việc mà gọi là đánh thuế không hơn 1 phần 10 của sản phẩm, đây cũng là một cái điều mà quý vị thấy rằng là chính Đức Phật Ngài đã nghĩ đến cái cuộc sống của con người. Để rồi từ đó khuyến nhà vua nên suy nghĩ, nên cẩn trọng trong cái việc mà đánh thuế. Đừng đánh thuế quá cao để cho người dân họ có thể dễ thở, họ có thể dễ sinh sống hơn. Đó. Cái điểm thứ năm cái bộ phận thứ năm mà Đức Phật dạy cho ông vua Chandrasuriya đó là công bằng. Vâng, kính thưa quý vị, cái công bằng là một cái điều mà phải nói rằng là ở giữa đời này ai cũng mong muốn cả. Và vì ở giữa đời này nó tồn tại nhan nhản biết bao nhiêu cái bất công, cho nên vì vậy mà Đức Phật Ngài bao giờ Ngài dạy rằng là với những cái vị vua, một người có cái phước đức làm vua, cái người mà đứng trên cả thiên hạ, thì vì đó phải luôn luôn ứng xử, phải luôn luôn hành xử một cách công bằng. Đó, thì cho nên là cái bộ phận thứ năm á, Ngài dạy rằng là phải nên công bằng. Thì quý vị thấy rằng là đối với Đức Phật Ngài dạy tất cả những cái điều, nổi cái năm điều mà chúng ta học đến điều thứ năm này không thôi, chúng ta thấy rằng là cái bộ phận Đức Phật dạy cho một nhà vua nếu thực hiện trọn vẹn đúng những điều như thế này thì phải nói rằng là vị vua đó là một người mà ai cũng kính quý cả. Và điều thứ sáu, bộ phận thứ sáu Đức Phật dạy như thế này, đó là trừng phạt không sân hận. Vâng, kính thưa quý vị, cái việc trừng phạt mà không sân hận đó là điều không dễ chút nào. Bởi vì á, khi bất cứ một ai đó mà phạm một điều sai thì luật pháp và cái việc mà gọi là trừng phạt á, chuyện đó là chuyện, đó là điều tất yếu. Nhưng mà cái người mà chủ trương và đứng ra mà trừng phạt á, người đó họ sẽ có cái cảm tình như thế nào, họ có cảm tính như thế nào, đó là điều quan trọng. Bởi vậy cho nên khi mà trừng phạt như vậy, vì đó họ sẽ có tâm như thế nào. Tí dụ như trừng phạt một người nào đó về một cái việc gì đó, trừng phạt với một cái mức án hoặc là với một cái điều như thế nào đó, bắt vì đó phải như thế nào hoặc thế nào đó, thì kính thưa quý vị, họ phải nhắm một mục đích là trừng phạt làm sao để cho vì đó thay đổi, sửa đổi. Phải trừng phạt làm sao để cho vì đó lần sau sẽ không bao giờ làm nữa. Nhưng mà bên cạnh đó phải lồng vào trong đó là cái gì? Đó là cả tư tâm. Cho nên quý vị thấy rằng là cái điều thứ ba, bộ phận thứ ba là thể hiện tư tâm. Và chính cái tư tâm này nó xuyên suốt hết tất cả mọi cái hoạt động, mọi cái ứng xử mà của một vị vua phải nên thực hiện. Cho nên vì vậy mà trừng phạt không sân hận có nghĩa là phải biết thương người đó, phải biết thông cảm cho người đó, nhưng phải trừng phạt. Và đừng bao giờ sân hận. Bởi vì nếu trừng phạt với một cái tâm sân hận thì kính thưa quý vị, như vậy nó không phải là trừng phạt. Đôi khi trừng phạt chỉ là một, mà trừng phạt với sân hận đánh cho chừa, hoặc là coi như trừng trị để cho chừa, dứt khoát không còn cho để mà lần sau vậy. Thì đôi khi với những cái tâm như vậy, hoặc là đánh cho bộ ghét, hoặc là làm sao đó với cả một cái tâm sân hận bực bội, thì kính thưa quý vị, phải chăng sự trừng phạt đó nó không đúng. Và đôi khi
cái người mà chịu trừng phạt đó, thậm chí họ có thể không sửa đổi. Thế thì cái hình thức mà gọi là trừng phạt mà gọi là với cái tấm sống không sân hận đó, đó là một cái hình thức mà giúp gì? Giúp cho cái người mà họ làm sai, họ có thể sửa sai được. Cho nên chúng ta hãy hiểu như thế này, là đối với cuộc sống con người, cái việc mà làm sai, kính thưa quý vị, cái điều mà làm sai thì phải nói rằng là đối với con người, do vô tình hoặc cố ý, cái việc làm sai đó là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà rồi, khi mà chúng ta phát hiện, chúng ta thấy người ta họ làm một cái điều sai như vậy, thì cái thái độ của chúng ta với người đó, chúng ta thái độ của chúng ta về cái điều sai đó nó như thế nào, và rồi thái độ của chúng ta để giúp cho người đó họ sửa sai nó như thế nào, hay là thậm chí chúng ta bày tỏ những cái thái độ mà đôi khi là làm cho người ta người cái đối phương á, họ thấy khó chịu, họ bực mình, và thậm chí họ ghét quá, thậm chí họ không chấp nhận cái điều sai của họ nữa, mặc dù họ sai, họ thấy họ biết họ sai đó. Thì cho nên vì vậy quý vị thấy rằng là khi làm bất cứ điều gì chúng ta phải nhớ phải có từ tâm ở trong đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây Đức Phật mới dạy rằng là cái điều thứ 6 đó là trừng phạt mà không sân hận. Tiếp theo điều thứ 7 là hãy ủng hộ thân dân như đất ủng hộ họ. Quý vị thấy Đức Phật Ngài dạy tuyệt vời quá. Hãy ủng hộ giúp đỡ cho thân dân. Thì quý vị thấy rằng là người dân thì bao giờ cũng nướng, cũng nhờ vào cái ơn đức của vua để mà tồn tại, phải không ạ? Cho nên được gọi là thân dân. Và vì vậy cho nên là người dân bao giờ thần phục, bao giờ cúi đầu, bao giờ là người kẻ dưới, và rất là mong muốn, và đương nhiên là bao giờ cũng đội ơn cái đức vua cả. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng hãy ủng hộ thân dân, luôn luôn giúp đỡ ủng hộ cho thân dân, cho người dân như đất ủng hộ họ. Đây là một ví dụ, quý vị thấy rằng là cái ví dụ này nó rất là tuyệt vời. Quý vị thấy rằng là chúng ta đang tồn tại trên mặt đất, chúng ta đang đi trên mặt đất, chúng ta đang làm việc, sinh hoạt, tất cả mọi cái trên mặt đất. Thế thì có một lúc nào đó quý vị có nghĩ rằng là thì dù khi chúng ta đang đi như thế này mà mặt đất nứt ra thì chúng ta như thế nào? Quý vị thấy, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng tôi còn nhớ rằng là ngày xưa khi chúng tôi học ở Nhật, chúng tôi vừa mới đến Nhật và mới đến khoảng được có 1-2 ngày thôi, thưa quý vị. Hoàn toàn kinh nghiệm về cái gọi là động đất hầu như không bao giờ có. Quý vị đã biết rồi, ở Việt Nam chúng ta không bao giờ có động đất, mặc dù sau này có đó. Nhưng mà nếu nói về kinh nghiệm động đất thì hầu như không ai có cả. Và khi đã sang đất Nhật thì người ta họ thật sự hồi mới đầu thì chúng tôi không rành về tiếng Nhật lắm. Cho nên cái đêm hôm đó mà đêm động đất á, người ta đã thông báo trên TV, người ta nói đủ thứ cả, nhưng mà rồi thì đâu có biết cái gì đâu. Và quý vị biết là đêm hôm đó động đất rất lớn. Chúng tôi ở Nagoya và cái động đất ở vùng Osaka. Cách Nagoya nếu đi bằng cái tàu mà người ta gọi là một cái tàu điện mà siêu tốc á, tàu điện mà chạy rất là nhanh, thì kính thưa quý vị cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Thế đó mà cái chấn động từ cái thành phố cái Osaka đó lên Nagoya làm cho cái quý vị biết là ở trên lầu, chúng tôi ở trên lầu lúc đó tầng số 11, 12 gì đó,
là quý vị biết là nó đúng đưa như thế này, giống như là đang ngồi trên một cái con thuyền mà đi ngang sông Hương vậy, nó trồng chành, cái cảm giác dễ sợ lắm. Và đương nhiên chúng tôi vùng thức dậy, bởi vì đang nằm mà cứ có cảm tượng giống như là ai đưa mình đưa qua đưa về như vậy, rất là dễ sợ. Và đến ngày mai lại thì người ta họ họ thông báo cho biết đó động đất. Nhưng kính thưa chưa, cái sự việc quan trọng ở chỗ là ở ngay dưới Osaka đã có đất nó nứt ra, rồi thậm chí là những cái đường freeway nứt ra rồi vỡ xuống, và thậm chí là tất cả mọi cái chung vào trong lòng đất. Thì quý vị thấy rằng là một khi mà đất nứt ra như vậy thì nó như thế nào, những cái trận động đất như vậy nó như thế nào, nó sẽ tạo biết bao nhiêu tác hại, và thậm chí rằng là con người không thể nào đứng yên, không thể nào tồn tại trên mặt đất được, phải không ạ? Đây là một sự thật. Cho nên quý vị thấy rằng là đất luôn luôn ủng hộ cho mọi người, luôn luôn giúp đỡ cho mọi người, và đất đã chịu đựng hết tất cả để cho gì? Để cho con người tồn tại trên mặt đất. Đó, cái ví dụ mà Đức Phật ngài ví dụ ở chỗ là hãy luôn luôn ủng hộ thân dân như là đất mà ủng hộ thân dân vậy. Quý vị thấy cái ví dụ mà đưa ra đất mà ủng hộ có nghĩa là mặt đất luôn bằng phẳng và luôn chịu đựng hết tất cả để cho con người được tồn tại trên đó. Kính thưa quý vị, một cái ví dụ tuyệt vời. Và ví dụ này cũng khẳng định lấy một điều rằng là hãy làm sao ủng hộ thường xuyên, vững chắc, đừng để cho người dân nó phải chao đao, họ phải là đau khổ, họ phải là mất công ăn việc làm, họ bị cái này cái nọ mà không thể nào sống được. Quý vị thấy đó, giống như mặt đất mà ví dụ như là đến cái lúc mà động đất hoặc là nứt ra thì thôi con người làm sao có thể tồn tại sống trên đó được. Cho nên cái ví dụ mà Đức Phật ngài đưa ra là ủng hộ thân dân như đất ủng hộ họ. Phải nói rằng là đây là một điều mà khi đọc đến cái bộ phận này và cái ví dụ mà ngài đưa ra như đất ủng hộ thì phải nói rằng là chúng tôi thấy tuyệt vời vô cùng. Nó bao la cả một cái cầm cái từ tâm và trí tuệ của một đấng Thế Tôn. Tiếp theo, kính thưa quý vị, cái điều thứ 8. Đức Phật ngài dạy cho nhà vua là bộ phần thứ 8. Đó là hãy sử dụng những người chỉ huy khôn ngoan. Đúng vậy. Thì tất nhiên những người chỉ huy đó là những cái người mà sẽ giúp cho nhà vua như thế nào, giúp cho nhà vua có thể vận hành, có thể điều hành một đất nước được tốt đẹp. Cho nên phải là những người chỉ huy khôn ngoan, những người chỉ huy có trí tuệ. Thì vì vậy cho nên là phải sử dụng những người đó, chứ đừng có sử dụng những người mà những người đó là xu nịnh, những người chỉ biết là lời cho mình mà không biết lời, không biết làm lời cho người khác, không biết hy sinh cống hiến cho người khác. Thì vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng là hãy biết sử dụng những người chỉ huy khôn ngoan. Đây là một bộ phận cũng rất quan trọng. Để cho gì? Để cho nhà vua có thể lãnh đạo, có thể là cai trị một đất nước được bình yên, được dân giàu, được nước mạnh. Tiếp theo là bộ phần số 9. Đức Phật dạy như thế này: hãy lắng nghe cái lời khuyên tốt. Quý vị thấy đó, đôi khi quý vị biết rằng là cái việc mà một người lớn mà lắng nghe người nhỏ để nói, hoặc là lắng nghe người thấp mình để nói, để khuyên, kính thưa quý vị, chuyện đó khó lắm.
Bởi vì là thường người lớn thì thường hay nghĩ mình cho mình là đúng. Và thứ hai, người lớn thứ hai nghĩ rằng là đó là cái từ ngã, mình có một cái từ ngã lớn. Cho nên ai mà nói đến thì dù khuyên một cái điều gì hoặc thưa một cái điều gì đó mà đôi khi đồng chạm đến cái điều sai của mình hoặc là cái điều mà mình làm mà nó như thế nào đó, thì kính thưa quý vị, từ những cái từ ngã nổi lên và khó để có thể lắng nghe được. Cho nên bởi vậy cổ nhân mới dạy rằng là trúng ngôn nghịch nhị, khởi bất minh tâm giả thái. Quý vị thấy, có nghĩa là lời nói mà trung thật ngay thẳng thì nghe nó chói tai lắm, nghịch nhị mà nghe nó chói tai lắm. Thì liệu cái lời nói ngay thẳng mà nghe chói tai đó có làm cho mình sáng lòng được hay không? Kính thưa quý vị, đó là điều không dễ chút nào. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là hãy lắng nghe lời khuyên tốt. Mà quý vị coi biết bao nhiêu phim, ví dụ như những bộ phim bao công sự án, hay là biết bao nhiêu những cái bộ phim mà trong đó có sự hiện hữu của nhà vua và những thần dân, hay thậm chí cả quan đại thần vân vân này nọ, thì quý vị thấy rằng là đều phần lớn đều là xây dựng những cái nhân vật mà là thường là đi du hành với nhà vua, đi tâu những cái điều không hay không tốt, hoặc là nói những cái điều mà để thậm chí nghe cho vua, nhà vua nghe cho sướng tai, thậm chí là nghe cho đã thôi, chứ còn thật sự ra không bao giờ mà chỉ cái điều sai của vua cả, không dám nói, hoặc là thậm chí không bao giờ nói lên những cái lời khuyên tốt, những cái lời mà có giá trị, có ý nghĩa. Đó, quý vị thấy. Thì đó là một sự thật mà nó tồn tại. Như ví dụ quý vị xem phim ảnh, quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Cho nên vì vậy mà với một vị vua mà để lắng nghe được những lời khuyên tốt từ những người cấp dưới, từ những người thuộc hạ của chính mình, kính thưa quý vị, người đó không dễ chút nào. Mà càng hạ mình xuống để mà lắng nghe, càng hạ mình xuống để mà quý vị biết rằng là để mà cảm nhận những cái gì mà người dưới mà muốn trình bày với mình, việc đó là một việc vô cùng khó, nhưng mà thực hiện được thì kính thưa quý vị, nó vĩ đại vô cùng. Bởi vậy cho nên với một vị vua mà biết lắng nghe lời khuyên tốt, thì kính thưa quý vị, vị vua đó sẽ tránh bớt đi những cái điều, những cái ứng xử sai lầm của mình. Và biết lắng nghe lời khuyên tốt cũng có nghĩa rằng là đôi khi mình sẽ là giúp cho những cái người xung quanh của mình họ biết tôn trọng, kính trọng mình hơn nhiều nữa. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài dạy bốn phần thứ chín đó là gì? Là hãy lắng nghe lời khuyên tốt. Và bộ phần thứ 10, kính thưa quý vị, đó là tránh từ cao. Cho nên quý vị thấy rằng là tất cả những cái điều, 10 điều ở trên mà Đức Phật ngài dạy trong vị vua, những điều này là những điều thường xuyên xảy ra. Và đây là những điều vô cùng quan trọng. Để chi? Để làm người, ít nhất là làm người. Và hơn thế nữa là làm một cái con người trên cả hàng vạn người. Thì đó là làm một vị vua. Một vị vua anh minh. Một vị vua biết sống đúng chánh pháp. Một vị vua biết quên mình, đem lại cái an lạc, để lợi ích cho tất cả mọi người, kính thưa quý vị. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài đã rất là trân trọng cái tâm của ông vua Chandrasuriya khi nghe rằng là Đức Phật ngài ở Ấn Độ, mà ông đã muốn băng rừng lội suối vượt biển để mà đi đến đó để đảnh lễ Đức Thế Tôn và để xin quy về ngài. Nhưng mà Đức Phật là dạy với ngài A Nan là thôi, bây giờ chúng ta hãy đến quốc độ của nhà vua đi.
để cho nhà vua đừng có liều mình đi để mà mất mạng, quý vị thấy. Cho nên khi đến gặp vua này thì Đức Phật đã dạy 10 cái điều, 10 cái bộ phận rất quan trọng như thế này. Đây là những cái tâm huyết của một cái đấng Thế Tôn, một cái đấng giáo chủ mà ngài muốn đem lại những lời lạc cho cuộc đời. Bởi vì rõ ràng một cái đức vua mà người đã đứng trên cả hàng vạn người, thì khi một điều mà ban ra, nếu như trong một cái chiếu chỉ ban ra cho thần dân mà lồng vào trong đó cả 10 bộ phận như thế này, hoặc là một vài cái bộ phận như thế này, thì kính thưa quý vị, mọi người đều được ân hưởng của nhà vua cả, phải không ạ? Và tất nhiên đất nước cũng sẽ được an bình. Cho nên quý vị thấy rằng là khi đến gặp nhà vua thì Đức Phật đã dạy 10 điều như vậy. Có nghĩa rằng là lúc ngài đến với Miến Điện, ngay tại cái vương quốc Arakan, tại vương quốc của Danavati này, thì Đức Phật đã gặp Đức Vua và đã dạy cho 10 điều như thế này. Tất cả những cái thông tin này nó vốn có trong bộ giáo sự của Miến Điện. Và ngài đã lưu lại một tuần rồi sau đó chuẩn bị ra đi. Đó, thì ngài lưu lại sống ở nơi đó khoảng một tuần. Và rồi sau đó thì ngài, đương nhiên ngài tiếp tục lên đường để ra đi. Thì lúc bấy giờ nhà vua đã xin ngài lưu lại cái hình ảnh của ngài để mọi người có thể kính lễ khi không có ngài. Quý vị thấy là tất nhiên đối với một đấng Thế Tôn mà ngài có cả một cái từ tấm lớn như thế này, từ trên nhà vua cho đến thần dân, khi mọi người gặp được ngài, ai cũng đều được ân điển của ngài cả. Vì vậy cho nên là ai cũng rất mong muốn rằng là một khi mà ngài rời khỏi nơi đây thì làm sao để mọi người có thể có một cái gì đó để mà có thể rằng là hàng ngày để tưởng nhớ và kính lễ đến ngài. Cho nên vì vậy mà nhà vua đã xin Đức Thế Tôn lưu lại một hình ảnh của ngài để mọi người có thể kính lễ khi không có ngài. Và Đức Phật đã bằng lòng, và vua trời Đệ Thích đích thân đúc khuôn mặt của ngài với kim loại do nhà vua và thần dân cung cấp. Đó thì quý vị thấy rằng là cái câu chuyện nó lồng vào trong cái chuyện gọi là có vua trời Đệ Thích, khi mà Đức Phật ngài bằng lòng ngài cho gọi là lưu lại hình ảnh, thì vua trời Đệ Thích đã đích thân đúc khuôn mặt với tất cả những kim loại, mọi các vật phẩm mà nhà vua đã chuẩn bị, nhà vua và thần dân cung cấp. Việc này đã được hoàn thành trong một tuần, và khi Đức Phật, Đức Thế Tôn truyền hơi thở vào pho tượng, thì người dân tuyên bố rằng bây giờ mới thực sự có hai Đức Phật. Quý vị thấy rằng là cái câu chuyện nó thú vị ở chỗ là Đức Phật ngài đồng ý. Ngài đồng ý cho là để lại một cái hình tượng của ngài. Thì khi mà đồng ý như vậy thì vua trời Đệ Thích mới bắt đầu là lấy cái hình tượng của ngài đúc ra với bằng các cái loại kim loại mà do nhà vua và thần nhân cung cấp. Thì lúc bây giờ khi mà người ta họ đúc ra hình thành đến một hình tượng Đức Phật rồi, thì bây giờ lúc đó mới thực sự xuất hiện có hai Đức Phật. Tất nhiên là một cái hình tượng mà đã đúc ra đó, và hình tượng Đức Phật sống đang có mặt ở đây. Đó, thì vì vậy cho nên Đức Phật ngài đã lưu lại một tuần ở đó. Và lúc bấy giờ hai khuôn mặt đó là giống hệt nhau như bậc đại thánh. Và lúc bấy giờ thì Đức Phật ngài đã nói lời tiên tri với pho tượng như thế này: ta sẽ nhập niết bàn vào lúc 80 tuổi. Những ngươi sẽ sống đến 5.000 năm theo sự trường tồn giáo pháp của ta. Quý vị thấy rằng là cũng là một cái câu chuyện rất thú vị, cũng là một cái lời nói rất thú vị. Có nghĩa rằng là Đức Phật ngài nói về cái pho tượng đó, mà quý vị biết rằng là tương truyền pho tượng đó hiện tại bây giờ vẫn còn ở tại cái ngôi chùa gọi là Mahamuni đó. Người ta vẫn cho rằng cái pho tượng ngay tại ngôi chùa Mahamuni chính là cái pho tượng mà ngày xưa khi Đức Phật ngài đến Arakan, Đức Vua xin ngài để lại cái pho tượng, để lại cái hình tượng, thì hình tượng đó cho đến bây giờ vẫn còn. Và lúc bấy giờ Đức Phật ngài nhìn pho tượng và ngài nói về pho tượng như thế này: là ta sẽ nhập niết bàn lúc 80 tuổi. Có nghĩa là chính bản thân ngài, một Đức Phật sống này,
sẽ nhập niết bàn lúc 80 tuổi. À, và những người có nghĩa là cái pho tượng mà đúc bằng đồng này, pho tượng đúc này, thì ngươi sẽ sống đến 5.000 năm theo sự trường tồn giáo pháp của ta. Vì thế. Và pho tượng Đài Mâu Ni vẫn còn tồn tại ở vị trí ban đầu cho đến năm 1784, khi vua Bodhapaya chinh phục xứ Arakan và cho chuyển tượng đến Mandalay. Vì thế. Thì cái pho tượng á, hiện tồn bây giờ là sự thật. Sự thật ở chỗ là cái pho tượng đó làm pho tượng có thật chứ không phải không. Nhưng mà vấn đề tất cả những cái truyền thuyết xung quanh cái pho tượng đó thì người ta họ dựng lên như thế nào đó không biết. Nhưng mà ý nhất chúng ta cũng thấy được rằng á, là từ đó thì hình thành đến một câu chuyện. Đó là Đức Phật, Ngài đã từng hiện hữu, Ngài đã từng đến Miến Điện, mà đó là chính là Arakan. Tất nhiên là đến bây giờ người ta còn nói cho biết được rằng Arakan là cái tiểu bang Rakhine của Miến Điện. Và như cái câu chuyện hồi nãy giờ chúng tôi đã trình bày cho quý vị biết, thì khi Ngài đến như vậy, Ngài gặp Đức Vua Chandrasuriya và Ngài đã truyền 5 giới rồi 8 giới, và đặc biệt nhất là Ngài đã dạy cho Đức Vua 10 bộ phận của một vị vua. Mà hồi nãy giờ chúng tôi đã phân tích cho quý vị biết được là 10 bộ phận nó như thế nào. Thế mới biết được rằng là Ngài là một đấng Thế Tôn thông tuệ tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, câu chuyện nó không phải chấm dứt ở đó, mà Đức Vua đã xin Ngài để lại trong pho tượng. Để rồi cái câu chuyện từ cái thời Đức Phật còn tài thế cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại đến cho đến ngày hôm nay, thông qua cái pho tượng mà gọi là Đài Mâu Ni. Thì cái pho tượng này như tương truyền là ở vị trí ban đầu cho đến năm 1784, khi vua Bodhapaya chinh phục xứ Arakan và chuyển tượng đến Mandalay. Tại đây nhà vua đã cho xây dựng ngôi đền thờ đặc biệt gọi là chùa Arakan để tôn trị pho tượng cao 3 mét như là một trong những linh vật linh thiêng nhất ở trong vùng đó. Thì quý vị thấy rằng là pho tượng này là một pho tượng vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính tâm linh tôn giáo, và nó đóng vai trò, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với là cái lịch sử truyền giáo của Phật giáo Miến Điện. Thì kính thưa quý vị, đây là cái câu chuyện mà trong các sử sách đã còn lưu lại để cho biết được rằng Đức Phật Ngài đã từng đến viếng thăm Miến Điện thông qua cái pho tượng mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn thấy đó, người ta vẫn còn tôn thờ, và đó như là cái nơi mà một điểm hành hương rất là linh thiêng đối với người dân Miến Điện. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép dừng ngang đây đối với trong cái câu chuyện là Đức Phật viếng thăm Arakan ở tại Miến Điện buổi ban đầu. Xin kính chúc tất cả quý liệt vị và thân bằng quyến thuộc thân tâm thường an, thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Kính chúc quý vị và thân bằng quyến thuộc vô lượng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.